rất là tội nghiệp. Một đứa trẻ 8 tuổi rất ít tiếp xúc với người lạ, và chỉ có thực sự mấy cái cuộc sống không ngoài cái gì mà gắn liền với những cái con trâu con bò, không biết nói cái gì luôn, giao tiếp không biết giao tiếp luôn. Các bác ạ, đây là cháu Dìa, cháu thì năm nay là 8 tuổi rồi. Thực sự mà San cũng hơi buồn một chút bởi vì là cháu không được đi học này. Cái điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cháu giống như là vừa mồ côi vừa khá là cô đơn khi mà ở dưới này không có bạn bè để mà vui chơi. Dường như là chủ yếu là chơi với mấy con trâu mà cháu hay chăm thôi. Thấy chưa, hai anh em à, hai chị em chứ, hai anh em đang nhắm cầm gấu nhé. Nó thì nhé, nào gì nhỉ, ăn cơm cũng mang về đây. Đấy, lần đầu tiên chắc là đi chợ nó chỉ nhận một xét từ vô một cái kia sẽ nhở, một cần đỡ sẽ nhở. Dìa thì chắc có lẽ là lần đầu tiên được đi chọn đồ á, nhanh nhẹn và chọn là các bác ạ. Những cái gì mà cháu thích cháu lấy, cháu không cần bảo mình bảo là lấy cái này lấy cái nọ đâu, là cháu thích cái nào là cháu lấy luôn. Xuân là lấy 2 bộ, Dìa lấy 3 bộ à? Như kia là 3 áo, 3 bộ, 3 áo, 2 quần, 3 quần luôn đấy. 3 quần. Mấy cái kia là quần ngắn, quần đùi á, quần bộ đùi á. Xuân là thì lấy 2 bộ thêm một cái quần, không phải vái đâu, một cái vái, cái đắt quá, một cái vái 150. Anh chị vứt vào đây, cái chị một chế mày vô rồi. Đây, mời các bác ăn cơm cùng với này mấy chú cháu nhá. Đây đây để bác gắp thịt cho. Đây Di ăn nhiều vào. Đây Xuân này, nó được đâu vào rồi, nó tả với một xe. Ăn đi các, ăn nè, ăn nhiều vào. Đây đâu lòng, nó chỉ tả với chả. Đây đây, con ăn nhiều vào nha. Xuân này là mình nói chuyện là bé hiểu các bác ạ, bé hiểu, nhưng mà bé rất là giống như khiêm tốn ấy, nói rất là nhẹ nhẹ nhàng. Bây giờ mình nhìn các cháu ăn đã. nào đây này, canh đây này con, canh đi này các bác. Buổi chiều ngày hôm nay là chú cháu mình ăn 150 này, của mình ăn 5 món này, 4 người là ăn 150 con nhỉ. Có gì bao này, có hàng ngon. Dìa thì vừa ăn vừa xem cái con này nữa, còn bảo là cho con này ăn cơm chắc là thích á, tối ôm ngủ nha. Qua Sana đang quay thì cái mic không hiểu sao mà cứ chết hoài, bật lên một lát nó lại chết, bật lên một lát nó lại chết. Sợ là có một số đoạn ấy không có âm thanh để cho các bác xem là các cháu ăn cơm đâu. Tiếng quặn buổi trưa cũng nóng ấy các bác. Chắc có lẽ là đến đầu tháng 7 thì San mới tiến hành làm nhà cho các cháu được. Cứ cho các cháu ăn no và đã. Đây này, Sơn Nà này, Dìa này các bác này. Hôm bữa mình đến ở ngoài là toàn là thấy là cháu đi chăn trâu thôi. Cái kẹp tóc đẹp thế con. Con nó... Đây thì cái ghế này. Ai cho con? Sơn Nà. À, đấy là của cô Diệu Hạnh gửi đấy. Cái này là cô Diệu Hạnh gửi. Các bác ạ, anh em cũng về đến nhà rồi, các cháu cũng về đến nhà rồi, khá là mệt. Dìa vừa xuống xe bảo mệt quá. Đấy, xe đang kêu ầm ầm luôn. Đây, kia gói bánh kẹo rất là to. Được chủ quán
gửi cho hai cháu, lát nữa là cho hai cháu chia nhau. Tí nữa chia nhau nha dì nha. Ừ. Từ đã bác sách cho. Còn cái thuốc này cứ mang sang bên này một tí đã. Xem các cháu còn gì không? Có này thôi đúng không? Ừ. Thế sang bên này, sang nhà bà nuôi của Xuân Nà một tí đã. Đi. Đây để em sách cho. Để chú sách cho. Đi. Đây, để chú sách cho. Hết chưa? Đi. Hết rồi đâu? Đi. Bà đâu con? Bà đi làm. Bà đi làm. Dạ. Sao không mặc áo? Đây là nhà của Xuân à? Chưa về à? À, thích sách con gấu bông à? Dìa thì hôm nay rất là vui nè các bác. Bé rất là vui. Xuân à đang xem cái ô. Xuân à đang xem cái ô. Đây, để đây bác chia cho. Đây, chú chia cho. Cho nó. Bánh kẹo. Cho nó. Thực sự mà, các bác hôm nay là các bé đến chợ muốn lấy gì là lấy. Thì Gia có lẽ là lần đầu tiên đến chợ, Gia rất là muốn, cái gì cũng Gia muốn lấy. Đây là toàn bộ của cả dầu gội của Xuân Hà. Vái nữa. Xuân Hà cũng lấy gọi là tròn 3 bộ rồi đấy. Xuân Hà lấy 3 bộ. Đẹp chưa này? Xem Xuân Hà này các bác này. Đây, Gia này. Gia lại còn mặc thêm vái nữa. Thêm vái mông nữa này. Đây, Xuân Hà cái quần áo này rất là đẹp nha. Ừ. Cái này con gì con? Con gì? Không biết con gì à? Đây. Cái này chia cho cả Xuân Hà nhá, chia nhá. Nhưng mà cái này mà cứ bây giờ cũng 3 giờ chiều rồi, đi gần như là cả một ngày trời mới về đến nhà. Ở đây đây còn đã bỏ vào đây cho Xuân Hà. Còn ở đây, đây này, con mang đi chia này. Mặc áo vào. Xem nào mấy người. Mấy người một cái, xem bao nhiêu cái rồi. Bên kia chưa đủ. Đây lấy thêm ba đấy, bao nhiêu cái rồi con? Hai này, đây, ba cái nữa. Bấm một cái nha. Đây. Của Gia nha. Gia nha. Bỏ vào đây nhé, Gia. Bỏ vào trong này nha. Đây cả dầu gội. Là phần của Gia. Con gấu này nữa. Đây. Còn cái kia nó chưa chia nốt. Chia. Này. Chia nốt cái kia đi. Ừ. Còn hai dây cả mút nữa kìa. Ồ. Trong bên này là chia. Đây con này. Hai người chung một cái nhé. Mang đi. Phải mang một mang cái này đi cho mấy bé bên kia nữa nha. Ăn luôn á? Đấy, cái đòi mua kẹo đây. Các cô bác ở ngoài chợ mua cho các cháu. Bác thực sự mà ngày hôm nay thì đi rất là vui. Các cháu cực kỳ là vui luôn. Nhưng mà do trời quá là nóng ấy. Ồ, hai dây kẹo mút này. Ăn đến sâu răng. Đây, bỏ vào đây cho con nhé. Ừ. Được, có cho hai ăn nhé. Đây. Còn một con này. Còn cân lại là cho Gia. Gia không nói nhé, dây xem nè. Chỉ một sách tới nè. Hôm nay là Gia là ở nhà thôi các bác nhé. Cho hết cả cái này vào. Gia ở nhà thôi. Không
sắp tới có lẽ là mình cần phải dứt khoát và nói chuyện và bác phứ cho cháu về ở với Suna, rồi hai chị em ở với nhau. Còn cái này là thuốc của Suna các bác ạ, mua hơn 200.000 thuốc á. Hơn 200.000 thuốc mà bây giờ không có người lớn ở nhà, chắc mình phải mang về rồi. Tối mình lại chạy ra để nhờ người lớn chỉ bảo thôi. Không thì để cho bé cầm xong rồi điện. Nhưng mà không biết được bé có biết cắt ở đâu không. Kiếm người vào trong kia. Con này, con cầm. À nhưng mà cái này điện không biết đâu. Điện không biết đâu. Cái này làm gì mà biết bảo cái nào với cái nào. Tí lúc nào tối, lúc nào hay là sáng mai mình bảo sang bảo các bé, bảo với là các bác. Chú hỏi cái này này. Cho nào, cho nào. Đây. Con có biết món quà hôm nay là của ai không con? Hôm nay là ai cho mình quà nè con? Ai cho? Cô Diệu Hạnh đúng không? Đúng không? Ừ. Nhớ cô không? Nhớ cô Diệu Hạnh không? Con nhớ à? Con nói là con cảm ơn cô Diệu Hạnh. Cô Diệu Hạnh đã yêu thương chúng con. Nói đi con. Riêng đá nào cô Hải. Bao cô Diệu Hạnh chụp bao này. Bao chụp bao. Đá nào. Bao chụp bao này. Cô Diệu Hạnh. Đá nào này. Cô Diệu Hạnh cho kẹo đấy. Đây này con bảo với là tất cả những cái đều là của cô Diệu Hạnh ấy con nha. Không ngại đâu. Bé rất là ngại nè các bác. Chị Bó Hải. Chị Bó Hải. Ừ. Chị Bó Hải nhớ ra được. Chị Tuyết San Hải này. Nha, con chú dậy nha. Nha. Chị con Bó cảm Hải. Ơn Hải nè họ. Hải nè. Chị Bó Hải. Ô chà, chị Bó nè. Hải chị Bó thôi. Hải đi cha. Hải con cảm ơn cô Diệu Hạnh nè họ. Hải nè. Hải nè hổ. Riêng. Hải nè. Hải trở này. Chị Hải. Các bác, các cháu dường như là không phải ngại đâu mà cháu rất là ít tiếp xúc với lại mọi người á. Với lại cháu không được đi học bao giờ. Nên là có thể là mọi cái là cháu rất rất là ngại. Như Suna là nói rất là nhỏ. Nó rất nhỏ nhưng mà Suna có nhiều lúc mình nói thì dường như là cháu hiểu các bác ạ. Nên là ngày hôm nay thực sự mà Sana cảm thấy một cái điều mà rất là cảm ơn cô Diệu Hạnh. Cô mặc dù là cô ở phương xa, cô đi Mỹ làm ăn nhưng mà cô đã gọi là có những cái tấm lòng yêu thương đến các cháu, đặc biệt là cháu Dìa, cháu Trăn Châu ạ. Dìa thì có lẽ là rất là đanh đá luôn các bác. Cái này mình không ở cùng nhiều, chắc chắn là ở cùng nhiều với cháu là cháu rất là đanh đá. Nhưng mà mọi chỉ bảo chắc là sẽ dần dần sẽ thay đổi thưa các bác ạ. Các bác biết là thực sự mà như San đã nói rồi ạ, cô Diệu Hạnh là cô ở phương xa. Nhưng mà cô coi các cháu như là con ruột của mình vậy. Cô lo từng bữa ăn, rồi là lo cái cuộc sống, lo từ quần áo, giày dép, rồi là lo từ những cái đầu tóc của các cháu nữa các bác. Nên là cái đó là San thấy là rất là quý giá. Mà trong khi đó thì San với cô Diệu Hạnh cũng chưa gặp nhau ở ngoài đời bao giờ đâu. Chỉ hy vọng một ngày nào đó thì San cùng với các cháu sẽ được gặp cô. Và các cháu biết nói tiếng phổ thông này, biết để mà những cái gì mà cô chú đã giúp đỡ mình á, gọi là mình cái tấm lòng của cô chú đã gửi gắm cho các cháu thì các cháu biết ơn các cô chú. Đó là cái điều mà San sẽ cố gắng hết mình. Đấy các bác, Nùng vừa mới xuống đến đây. Vừa nãy thì thế đi nhanh như kiểu không phanh ấy, hỏi xem biết phanh không. Tí nó ngã bây giờ. Má mạ mù nữa hả? Các bác, cháu Di buổi sáng hôm qua này, hôm qua cái áo mới, buổi sáng ngày nay đi nấu nướng thì phải. Này xem nào, bác xem nào, để chú xem nào. Ủa không, bên trong này. Đây này bác xem chỗ này, nó mò lò.
Ui, chỗ này cát chúng tay sâu chưa nè các bác, phải gần này. Đây, tay rất là sâu. Chặt chuối cho Châu. Chặt chuối cho Châu á? Ừ. Ôi, chân tay. Bây giờ thì San cũng á, vào bên trong này có một cái việc gọi là giải thoát cho cháu Di về ở trên nhà, không cần phải chơi cái cảnh chăn trâu á, thì cũng phải chạy đi chạy lại rất là nhiều việc các bác. Vừa bàn với gia đình này, gia đình nọ nữa. Thì hiện tại, tình hình hiện tại ấy, thì chưa thể nào làm được nhà cho các cháu, nên là bắt buộc khi mà bác Phữ mà đồng ý rồi thì mình sẽ phải cho cháu ở nhờ ở cùng với lại Suna ở bên này nữa. Không biết được anh Cá có ở nhà không đây. Anh Cá có nhà không chị? Có. Bó này. Bó nhau xếp với nhau nào. Bó ơi. Xuân làm món gì? Xuân làm món gì? Xuân à? Không, bà nói chuyện với anh Cá với lại bà một tí, nhưng mà bà có ở nhà không? Bà hôm qua bà đi ở bà trên lán à? Không phải, đi ở nhà cũ kia rồi. Bà ngủ ở nhà cũ đúng không? Xuân nào cũng đi bên đấy rồi à? Ừ. Xuân nào tận đi cùng bà đi bên kia. Để lát nó dạy mình đi bên đấy một chút cũng được. Các bác ạ, thực sự mà do cái mic á, cứ gặp trục trặc. Bây giờ là San đang ra bên này xem thử là bà với Xuân nào của bà ở chỗ lán là chỗ nào các bác. Lâu lắm rồi không xuống đây. Ở khu này là một cái con suối. Con xem những cái cây đào đây, dính rất là nhiều quả đào đấy. Giống như kiểu lần đầu tiên xuống đây ấy, rất là lâu rồi. Xem thử xem Xuân Hà với bà là ở đâu. Bên trên này à? Chắc là nhà này ấy nhỉ? Hay là không phải? Nhà này giống như kiểu cả gia đình có trẻ con cái thứ mà. Hôm bên này là chuồng các thứ không? Các bác chắc là có lẽ là bà của Xuân nào với Xuân nào đi làm rồi á, nên là bây giờ vừa nãy là do em đang đi quay á, cái micro ở cài cái cổ áo này gặp trục trặc, cái này không lên, dạo này hay hỏng đồ lắm các bác, thì lại không thể nào mà cũng chả có tiền mua á. Nên là sang ngày hôm nay thì sang mong muốn chia sẻ với các bác là về cái vấn đề mà giải thoát cho cháu Ria đến đâu rồi, đạt được bao nhiêu phần trăm, như thế nào rồi các bác nhé. Và vừa rồi thì San cũng trao đổi trực tiếp với lại bác Phữ, thì có lẽ là mà 90% là đạt được rồi, bác Phữ đã đồng ý. Ngoài ra thì bác cũng nói rằng là bác sẽ trao đổi với lại anh em, thứ nhất là trao đổi với lại các bác các dòng trong dòng họ, xem là thứ nhất là cho cháu về nhà rồi là ở với lại bà nuôi của Xuân Hà.
thì thứ nhất là cho cháu đi học. Sau này nếu mà có vấn đề nào đó thì bác cũng phải nói qua. Còn vấn đề tiền nong thì bác chưa nói là bác có lấy tiền hay không nhé mọi người. Nên ngày hôm nay vừa rồi thì hôm qua rất là nhiều các cô chú cũng đặc biệt là quan tâm đến chính là cái vấn đề này á. Nên là chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện gọi là giải thoát cho cháu. Thứ nhất thì San Mong muốn nói với các bác là về những cái câu chuyện tương lai sau này mình tính sao. Điều đầu tiên là mình cứ giải thoát cho cháu trước đã, rồi cho cháu về ở nhà. Còn thứ nhất là về đi học, rồi là về còn những cái vấn đề khác á, mình sẽ tính sao nhé các bác nhé. Sự như nuôi các cháu ăn học, rồi là có rất là nhiều các bác lo rằng là khi mà mình giải thoát cho cháu rồi thì còn phải lo về tương lai, về sau này, về ai sẽ là người đảm nhiệm, ai sẽ là người nuôi, hay là khi mà cháu đi học ai sẽ là người chở các thứ vân vân vân, rất là nhiều. Tuy nhiên thì một cái điều là cá nhân San nghĩ giải thoát cho cháu đã, rồi là cho cháu đi học xem là thứ nhất là cháu còn vướng mắc cái nào, rồi là những cái khó khăn về kinh tế hay khó khăn về về sau này á, thì mình sẽ từ từ để giải quyết từng việc một. Thì hy vọng là các bác cô chú anh chị, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ sẽ đồng hành cùng với San. Là San nghĩ là chỉ có các bác cô chú anh chị, các nhà tài trợ, mạnh thường quân đồng hành thì mới có thể đem được đưa được cháu Gia, giải thoát cho cháu Gia khỏi cái cảnh đi chăn trâu kiếm sống ở ngoài bề rừng, ở ngoài mình nhá. Cái đó là cái điều mà quan trọng nhất. Và hôm nay thì San cũng thông báo với các bác là cái số phần trăm đã đạt được là 90%. Bác của cháu Gia đã đồng ý. Tuy nhiên thì bác cần thứ nhất là bàn với anh em, thứ hai là bàn với lại bà nuôi của Xuân Hà, xem là về ở với hai chị em ở với nhau một thời gian thì bà có đồng ý hay không. Ba là bàn với lại cả vợ nữa, và như là bác gái của cháu Gia các bác, thì San nghĩ là bác là trụ cột gia đình thì bác đồng ý thì đã đạt được 90% rồi các bác ạ. Nên ngày hôm nay thì San để xuống ở dưới này để xem là cái phút nào với lại bà nuôi ở dưới này ở cái vị trí nào. Tuy nhiên thì xuống đây không thấy. Ngày hôm nay thì có lẽ là San cũng đã kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bác cô chú anh chị rất nhiều. Xin chúc mọi người là luôn luôn thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Chào tạm biệt các bác. Bye bye tất cả các bác cô chú anh chị.